cảm ơn. Để làm chủ nhiệm lớp đang diễn qua lễ đài, mời các thầy cô giáo cho bạn giao hiệu chào đón các em học sinh lớp 1 vào vị trí. Trong năm học này, tập thể lớp 1A sẽ quyết tâm đoàn kết, cùng nhau thi đua, dạy tốt, học tốt để đạt được nhiều kết quả, góp phần vào thành tích chung của nhà trường. Một lần nữa, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc cho các em học sinh lớp 1 sẽ đạt được nhiều kết quả cao trong học tập. Mỗi em sẽ là con ngoan, trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu. Cảm ơn các em và các em ngồi xuống. Kính thưa các quý vị đại biểu, các em học sinh, các thầy cô giáo, chúng ta đứng lên làm lễ chào cờ, xin kính mời đội nghi lễ vào vị trí. Các bạn cũng xuống.